Xin chào tất cả các bác, các anh các chú ạ. Hôm nay em lên video giới thiệu cho tất cả các bác một số các cái hàng đồ tháo máy. Bác nào có nhu cầu mua hàng có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại hàng Nhật Bãi Long Hợi, số thoại đặt hàng 0975 275 636, hoặc số điện thoại 0942 453 417. Địa chỉ của em ở thôn Hà Vĩ, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội, có xếp hàng toàn quốc. Bác nào ở gần thì mời các bác qua địa chỉ cửa hàng xem mua trực tiếp. Bác nào ở xa bên em sẽ có xếp hàng đến tận nơi. Trên video em có đánh số thứ tự và giá tiền theo từng mẫu hàng. Các bác có nhu cầu mua mẫu nào thì cứ chốt cho em theo mã số như trên video nhé. Giá trên video là giá tại cửa hàng, chưa bao gồm tiền ship. Những đơn hàng mà dưới 5kg, tiền ship toàn quốc sẽ là 30.000. Còn từ 5kg đến 10kg quay đầu, tiền ship sẽ đồng giá là 50.000 toàn quốc. Cái này thì tiền ship đang tính đồng giá theo cân nặng đấy ạ, không tính theo địa chỉ xa gần đâu nha các bác. Rồi bây giờ đầu tiên em xin phép quay vào mẫu số 1 ạ. Mẫu số 1 ở đây em có cái cục này kiểu như cái cục sạc ấy các bác. Đây có một cái này. Này nó có ba cái chân giác cắm to lắm ạ. Cái này này, chân giác cắm to lắm, nó không giống như cái chân bình thường đâu. Nó to lắm. Ở đây nó ghi là điện đầu vào là AC 220V, còn điện ra của nó là DC 12V nha các bác. Còn một chiếc này. Chiếc này ghi là của Samsung. Điện vào đây. Mẫu này điện đầu vào của nó là 100-240V, còn điện ra của nó là 4.75V nha các bác. Make in China. Cái này thì chân rất cắm bình thường này, còn cái này chân nó to lắm. Đây, kiểu loại này chân to lắm. Này em chưa test thử đâu các bác. Đây là gồm 2 chiếc nhá. Của mẫu số 1 này có giá là 50.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 2. Đây số 2 là cái cục này. Cái này là thiếu 3 con ốc này. Đây, điện đầu vào à. Xem nào. Đây bên dưới là điện đầu vào là từ 100-240V, còn điện ra mẫu này là DC 24V nha các bác. Đây, hàng của Omzon. Chân ốc của nó thiếu 3 chiếc này. Còn ông hình thức thì em thấy còn đẹp, không có bị bể vỡ gì. Đây các bác. Các bác có thể chụp lại màn hình để mình xem lại thông số nhé. Còn bác nào mà có muốn xem lại thì mời các bác qua Zalo em bảo em chụp ảnh lại cũng được nhé. Phần thân bản rộng mẫu này là 7.5cm. Chiều dài đo được là 14.5cm, tổng chiều cao đo được là 10cm nha các bác. Hình thức thì còn rất là mới luôn, mẫu số 2. Chiếc này của em cho có giá là 200.000 đấy ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 3. Số 3 ở đây em có mấy cái này kiểu như cái van inox đi các bác. Này bằng inox nhá, rất là sáng và mới luôn. Đây các bác, thử lâm châm này không hề hút một tí nào luôn nhá. Đây là giống như một cái dạng van khóa ấy, Made in China, nhưng mà hàng rất là mới, hàng tháo máy các bác. Để em xem nào. Cái bên dưới này nó, trời ơi, không nhìn được thông số đâu các bác. Ở dưới này nó có cái thông số nhưng mà không nhìn được. Đây em sẽ đo nhá. Cái này cái phần gen bên ngoài này. Cái này phần gen bên ngoài của nó là 14 ạ. Còn bên này, bên đây nó cũng có một cái phần lỗ gen này, đây em đo được là 13. Mẫu này phần thân này, ở đây đường kính bên ngoài của nó đo được là 40 ạ. Mẫu này tổng chiều dài đo được là 13cm nha các bác. Đây là mẫu số 3 này, 120.000 ạ. Đây các bác, dạng van khóa này, đây là nó có ký hiệu này, đóng mở này. Còn cái đầu ống như này là ống 4 nha các bác. Các bác có cần xem lại hình ảnh hay cái tem thông số của nó thì mời các bác qua Zalo em chụp ảnh nhé. Mẫu số 3 này, một cụm như này của em sẽ có giá là 120.000 nhá. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 4. Đây, số 4 là cái bộ combo này. Combo này gồm các cái kiểu như cái hộp công tắc ấy. Ở đây nó sẽ có cái phần khung của nó sẽ là bằng sắt nhá. Đây bên trên sẽ có các cái một cái cụm vỉ mạch như này. Và đây bên trên này nó sẽ có cái nút công tắc nhấn, công tắc nhấn như này này các bác. Ở đằng sau nó sẽ có một cái cổng chân rắc cắm 3 chân. Đấy, nó sẽ có đầu dây điện này. Như cái này cái phần nút nhấn nó đang bị mất một cái nút này. Đấy. Còn cái này thì vẫn còn đầy đủ nữa các bác ạ. Cái này là gồm mấy chiếc đây, để em xem nào. 2 này, 4, 6 chiếc các bác.
Bộ combo này gồm 6 chiếc luôn, là của mẫu số 4 nhé, có giá là 130.000. Lúc này hiện tại là em đang có 3 bộ đây ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 5. Đây, số 5 là cái bộ van ống này. Cái van ống này thì nó cũng giống kích thước của mẫu số 3 ấy các bác, nhưng nó thêm một đoạn ống inox dài bên trên này thôi nhá. Còn nó kích thước giống nhau, cùng một loại ạ. Cái này cái phần gen của em nó được rồi. Đây, cái phần gen bên trên này các bác là 14 nhá. Còn phần lỗ bên trong này, lỗ bên trong nhỏ này, lỗ bên này là được gần 5 ly. Kích thước phần thân các thứ giống nhau hết. Cái này phần ống bên ngoài đường kính em đo được là mấy đây? Nó đang ở mẫu này là 6 ly nha các bác. Phần thân là giống nhau, đường kính bên ngoài đem đo là 40 này. Đấy, các cái phần ren giống nhau hết. Mẫu này chiều dài cái phần van ống này từ bên kia sang đây luôn thì sẽ đo được là 36,5 cm nha các bác. Đấy, cùng một loại đấy ạ. Mẫu số 5 này, một cụm như này của em sẽ có giá là 150.000 nhá. Mẫu này em đang có 3 bộ, mẫu này đang có 3 bộ này. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 6. Số 6 là một cái kiểu motor giảm tốc này. Này đang có hai cái giống nhau đây. Đây các bác. Cái này phần đầu trục của đem xe đo được là 16 á. Còn phần lỗ này. Phần lỗ bên trong này đo được là 14 á. Kích thước phần thân này ở đây em đo được vuông 60 nhá. Phần thân bên ngoài đường kính của nó là 60 luôn. Chiều cao phần thân đo được là 85. Đây các bác. Hình thức còn mới và đẹp nha các bác. Mẫu số 6 này em đang có 2 chiếc này, có giá là 200.000 một cái nha các bác. Tiếp theo là mẫu số 7. Số 7 cũng đang có 2 cái này. Đây các bác, số 7 đang có 2 cái này. Phần lỗ trục bên này nhỏ này. Phần lỗ trục của em đo được là 8 ly. Còn phần trục trên này đo được là 16 nha các bác. Phần thân bên ngoài này đường kính đo được là 60. Mặt bích này của nó cũng là 60 này. Phần thân chiều dài đo được là 100, là 10 cm nha các bác. Mẫu số 7. Cái này của em sẽ có giá là 200.000 một chiếc nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 8. Số 8 là cái bộ combo những cái cầu điện này. Đây đây các bác, nó sẽ cắt hết dây điện nhá. Phần chân ốc thì vẫn còn đầy đủ như này. Đấy. Cái này là hàng Hàn Quốc này, Made in Korea nhá. Ở đây thì em đang có là 2 này, 4 này, 5, 7 chiếc các bạn. Bộ combo này gồm 7 chiếc là của mẫu số 8, có giá là 100.000. Cái này hình như em đang có 2 bộ hay sao ấy. Đây này, 100.000 một bộ là gồm 7 cái luôn nha các bác. Các bác chốt là mẫu số 8 nhá. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 9. Đây số 9 là cái mẫu này. Mẫu này là một cái mẫu cốc lọc các bác. Bên đây nó có một cái này là giống như cái van điện hàng SMC Made in Japan này. Ống bên này hai bên của nó sẽ là ống 6 ạ. Phần nắp kính của cái mặt đồng hồ vẫn còn. Phần thân lọc nó vẫn còn nguyên, không có bị bể vỡ các bác. Đằng sau cho có phần kẽ góc như này. Logo ký hiệu hàng SMC Made in Japan này các bác. Phần van ở đây em thử xem. Rồi cái này bằng sắt các bác, hút lâm châm. Còn cái đầu ren ống này của nó ngoài này còn sẽ là bằng đồng nhá. Đây là mẫu số 9 này, chiếc này của em sẽ có giá là 100.000 cái này nha các bác, mẫu số 9 nha. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 10. Số 10 là bộ combo, cái này là cái gì nhỉ? Van điện nha các bác. Này, như cái chiếc em đang cầm đây là điện là DC 24V này, đầu van ống trên này của nó sẽ là ống 4 nhá. Bên dưới sẽ có cái phần thân chia hơi, ống của nó sẽ là ống 6 á. Như cái cụm này thì phần dây này nó cắt còn dài nên về các bác cũng có thể đấu rất là dễ dàng. Mẫu này là van điện hai đầu này. Còn mẫu này, như cái mẫu này thì trên đây sẽ có hai chiếc, trong đấy sẽ có là một chiếc van điện hai đầu và một chiếc van điện một đầu này. Toàn bộ sẽ là điện DC 24V nha các bác. Đây có một cái này nó bị thiếu mất cái một cái đầu điện đây rồi này các bác. Đấy các bác về nghiên cứu mình lấy thêm đồ mình chế cháo nhá. Combo này của em gồm mấy đây? 2 này, 4 này, 6. 6 cụm van điện nha các bác, là của mẫu số 10, có giá là 150.000, giá rẻ luôn đấy các bác. Mẫu này sẽ là điện DC 24V. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 11. À 11 mẫu này của em nó là mấy cái thanh gen nha các bác. Đây như cái chiếc này.
Trên này phần gen em sẽ đo được là bao nhiêu đây? 14 nha các bác. Và có gen 14 này, còn cái này gen to này, nên là gen to thì em sẽ đo được là 16. Lại nhỏ nữa, có lại nhỏ này. Lại nhỏ này thì đo được là 12. Nó lung tung cũng khá là nhiều mẫu đấy. Đây là combo này nhiều lắm các bác. Tất cả combo của này là của mẫu số 11, sẽ có giá là 130.000 thôi. Đây là tất cả rổ luôn nhá. Này nó có cả một cái lò xo này. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 12. 12 ở đây em có bộ combo gồm hai cây vít me nhá. Mẫu này của em sẽ là vít me bi đấy ạ. Đây sẽ có một phần đầu trục của em đo được là 8 ly. Phần vít me em đo được là phim 12 ạ. Phần rãnh bu ly ở đây em đo được là 17. Đây các bác. Mẫu này tổng chiều dài cả sản phẩm luôn là được hai mấy đây? 23 cm nha các bác. Hành trình mẫu này được 12 cm ạ. Phần vít me thì quay trơn tru nhẹ nhàng nha các bác, không chặt rít đâu. Mẫu số 12 này, combo này gồm hai cây có giá là 120.000 hai chiếc luôn ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 13. Đây 13 là cái mẫu này. Mẫu này kiểu một cái dạng hộp mà điều khiển ấy các bác. Mẫu này hàng của Panasonic nhá. Ở đây mà đây là sẽ có một cái màn hình điện tử bên trong này các bác. Đấy cả các nút nhấn điều khiển này. Phần dây giác của nó vẫn còn dài như này. Để em xem nào. Mẫu này là Germany. Đây. Germany là hàng của Đức à. Mẫu này thông số trên đây nó đi là điện đầu vào này. Điện đầu vào thì nó có thể là điện 1 pha hoặc là 3 pha, từ 200 đến 240V. Còn điện ra của nó sẽ là điện 3 pha nha các bác, từ 0 đến 240V, công suất 100W. Em sẽ đo kích thước của nó này. Mẫu này phần thân bản rộng là được 13 cm, chiều dài đo được là 14,5 cm ạ. Đây là vào 1 pha và ra 3 pha nha các bác, mẫu số 13. Cái này của em sẽ có giá là 200.000. Hình thức thì còn đẹp, không có bị bể vỡ gì ạ. Tiếp theo chuyển qua mẫu 14. Đây, 14 ở đây em đang có hai cái này. Hai cái này nó bị vỡ màn hình bên trên này thôi các bác. Cái này các bác coi như là lấy đồ, lấy phụ kiện rồi nhá. Em đo kích thước của nó trước. Mẫu này phần thân bản rộng là 13.5 cm, chiều dài phần thân là 16.5 cm ạ. Đó cái tem của nó đây. Mẫu này cái tem của Mitsubishi các bác. 100W. Mẫu này thì điện đầu vào là 1 pha hoặc là 3 pha, từ 200 đến 230V. Còn điện ra của nó là 170V này. Make in Japan nha các bác. Cái này coi như là lấy đồ, lấy phụ kiện nha các bác. Mẫu số 14. Cái này của em có giá là 100.000 một chiếc. Mẫu này hiện tại em đang có hai cái đây nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 15 ạ. 14 là có hai cái nhá. Mẫu 15 này có một chiếc này. Mẫu 15 cũng là cái mà nó bị vận chuyển về nó bị vỡ nha các bác, về lấy phụ kiện nhá. Đây này các bác. Nó có một cái phần dây giác này, phần màn hình đằng trước đây bị vỡ rồi. Con này là 200W nha các bác. Điện đầu vào ở đây nó ghi là từ điện đầu vào đâu, em xem nào. Điện đầu vào là điện 1 pha nha các bác, từ 200 đến 240V. Còn điện ra của nó sẽ là 3 pha, từ 0 đến 230V, Made in Korea nhá. Bị vỡ ở đây rồi. Mẫu số 15, cái này của em sẽ có giá là 100.000. Có một cái thôi nha các bác. Ngày bác mua để lấy phụ kiện nhá. Còn đây là mẫu 16. Mẫu này thì nó còn nguyên này các bác, phần bên trên này này. Nó sẽ là một cái màn hình điện tử và các cái nút nhấn điều khiển, nó sẽ có một cái đầu dây giác ở đây. Em đo kích thước của nó này. Mẫu này phần thân bản rộng là 14 cm, chiều dài là 15.5 cm nhé. AC sạc vô driver, mẫu này công suất là 100W. Điện đầu vào của nó cũng là điện 1 pha, từ 200 đến 240V. Đây các bác. Còn điện ra của nó sẽ ghi là 3 pha, từ 0 đến 230V, Made in Korea nhé. Số 16 này em có một chiếc này, có giá là 200.000. Cái này là còn nguyên, không có bị bể vỡ gì. Có cái chiếc 15 là bị bể thôi nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 17. 17 ở đây em có hai cái kiểu xi lanh xoay ấy. Đây này. Đấy các bác, phần thân của nó thân nhôm nhá, đầu ống đây sẽ là ống 4. Cái này có cái tem hàng SMC Made in Japan. Cái này nó có ký hiệu đây là 90 giây này, 90 này, kiểu xoay được 90 độ ấy các bác. Trên cái phần thân xoay này sẽ có các cái vạch chia như này. Này bằng nhôm ấy. Còn mẫu này, mẫu này cũng thế này, nó ghi đây là 90 này các bác, là Made in Japan. Bên dưới thì sẽ có cả một mẫu xi lanh kẹp như này nữa nhá. Đầu van ống thì còn một chiếc, là bên này bị mất rồi. Đầu dây cảm biến là còn một bên.
Mẫu số 17, combo 2 chiếc này của em sẽ có giá là 100.000. À, tiếp theo em chuyển qua mẫu 18. Là cái hộp này, kiểu một cái hộp mà điều khiển đấy các bác. Bên dưới sẽ có cái phần chân cài như này. Mặt bên trên nó sẽ có một cái màn hình điện tử với cả các cái nút nhấn điều khiển. Này đây nó ghi là điện DC24V ạ. Phần chân ốc thì vẫn còn đầy đủ nhá. Bên sườn đây sẽ có cái tem như này. Em đo kích thước phần thân của nó này. Phần mặt bích bản rộng là 4.7cm. Chiều dài phần thân lúc này thì sẽ đo được là 12cm. Còn chiều bên này là được 7.5cm nha các bác. Mẫu số 18 hiện tại em đang có là mấy chiếc nhỉ? Mẫu này nó có 4 chiếc đấy. Thì hiện tại có giá là 100.000 một chiếc nha các bác. Các bác chốt cho em là mẫu 18 nhá. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 19. 19 là bộ combo như cái kiểu cái cầu điện đấy các bác. Cầu điện như này này, nó có lại là to mà còn lại nhỏ nha. Đấy, phần chân ốc thì em thấy vẫn còn đấy, không có bị thiếu đâu. Ở đây là có mấy cả mấy cái dơ le. Mấy cái dơ le nhưng mà không có cái phần chân bên dưới nha các bác. Cái này là 5A 250V, cái chân cao này. Còn cái này là hàng của Omron, điện DC24V. Combo này là của mẫu số 19, có giá là 100.000 nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 20. Đây, 20 là mẫu này. 20 rồi đây. Cái này em biết gọi nó là cái gì đây này. Đây mẫu này có 2 chiếc này các bác. Phần chân ốc là vẫn còn này, nó có ký hiệu từ 1 đến 8 này các bác. Còn không thấy ghi điện bao nhiêu nhỉ? À đây, này nó ghi là điện DC24V nha các bác. Cái này hình thức thì bên dưới còn chân cài luôn, hình thức còn đẹp. Còn mấy cái này không có chân nha các bác. Mấy cái này là cái mấy cái mẫu mà dơ le thời gian, không có chân, hàng của Omron nhá. Để xem nào. Cái này điện DC24V này. Ba cái này đều là DC24V nha các bác. Còn chiếc này Made in Singapore AC 200V các bác. Đấy, đó, combo này gồm đây cả cái này nữa. Cái này là 50A này, các em biết là cái gì đây. Made in Funke, hàng của Pháp. Combo này gồm 7 món là của mẫu số 20, có giá là 100.000. Tiếp theo là chuyển qua mẫu 21 nha các bác. 21 em có một bộ combo những cái bản lề này, rất là nhiều luôn ấy. Đây các bác, bản lề này của nó không hút lâm chân đâu. Đây này, nó có mấy kiểu lại to lại nhỏ ấy. Đây để em đếm, em đổ ra để đếm xem là tổng có bao nhiêu cái mà nó nhiều này nhá. 2 này, 4, 6, 8 này, 10, 12, 14 này, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Trời ơi, 31 cái luôn các bác. Hôm nay có 31 cái luôn nhá. Là của mẫu số 21, có giá là 100.000 tất cả chỗ này luôn. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 22. 22 ở đây em có mấy cái này là combo ke góc nhôm. Này ke góc nhôm các bác có thể lắp vào cái nhôm như cái mẫu em đang cầm này. Là các bác lắp ở cái nhôm vuông 3x3, kiểu nhôm định hình nhá. Cái này phần ke sẽ là bản 28, là các bác lắp vừa nhôm 3x3 nhá. Còn cái mẫu này, như mẫu này là cái em đo được là bản 35, là các bác lắp ở cái ke, là ở cái nhôm là 4x4 nha các bác. Cái này thì chỉ có một vài cái là cái lắp vào cái nhôm 4 thôi, còn đâu chỗ này sẽ là combo ở cái mà ke lắp nhôm 3 thôi nha các bác. Combo này là của mẫu số 22, có giá là 80.000. Để em đếm số lượng luôn nhá. 2 này, 4 này, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Gồm 27 chiếc các bác. Combo của mẫu số 22 có giá là 80.000. Tiếp theo chuyển qua mẫu 23. 23 là cái này. Này đây nó ghi là điện DC24V Made in Japan. Hàng của Omron. Kích thước phần thân này ở đây em đo bản rộng là 3.3cm. Chiều dài là được 4.7cm nha các bác. Còn bên này thì đo là 5cm. Đây là mẫu số 23 này. Cái này của em sẽ có giá là bao nhiêu đây? Giá là 30.000 một chiếc nha các bác. Chỗ này toàn ồ, cái này nó có cả cái coi 110 này. Để em xem nào. À đây,
Trong đây nó sẽ có là gồm 5 chiếc của mẫu số 23 này. Nó sẽ có điện DC 24V. Còn đây nó có 2 chiếc này là điện 100 đến 120V này các bác. Đấy, bác nào lấy cái mẫu nào thì bảo em nhé. 30.000 một cái á, mẫu số 23. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 24 là mấy cái mẫu này. Cái này có như cái nắp của cái đi nhỉ, cái quạt đi các bác. Cái này đường kính em đo là 11.5 cm, có cả loại nhỏ nữa này. Loại nhỏ này đường kính là được 8.2 cm nha các bác. Cái này bằng sắt nha, đem thử lâm châm nó hút này. Đây là mẫu số 24. Này combo này tất cả chỗ này luôn. Sẽ còn giá là 50.000 nha các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu 25. Ở đây có combo 2 món này. Ở đây bên trên sẽ có phần đầu dây rắc như này. Made in Germany, hàng của Đức nha các bác. Bên đây nó sẽ ghi thông số là điện 230V, điện một pha bình thường nha các bác. Em đo kích thước phần thân của nó này. Hôm nay bản rộng đo là 3 cm, chiều dài là 9 cm này. Combo này gồm 2 chiếc này là của mẫu số 25, có giá là 40.000. Tiếp theo chuyển qua mẫu 26. 26 là cái này. Đây là có cái phần dây điện nó cũng đã cắt này. Không biết là cái gì đây. Made in Taiwan. Đây nó ghi là 5V này các bác, 5V này. Kích thước phần thân này, con này bản rộng là 10 cm, chiều dài đo được là 13 14 cm nha các bác. Mẫu số 26 gồm 2 chiếc này sẽ có giá là 50.000 hai cái này nha các bác. Made in Philippines này. Tiếp theo chuyển qua mẫu 27. Đây, 27 là cái bộ combo mấy cái van điện này các bác. Như cái mẫu này của em nó sẽ là van điện DC 24V, hàng SMC Made in Japan nhá. Còn chiếc này, cái này là loại to này. Cái này cũng là điện DC 24V này, hàng SMC Made in Japan. Đầu dây điện vẫn còn này các bác. Phần trên ống này của nó sẽ là ống 6 với cả ống 8 bên dưới này nhá các bác. Đây, mẫu to này đang có 2 chiếc này. Còn các cái chiếc này của nó sẽ là chiếc nhỏ. Các cái chiếc này bên là chiếc nhỏ. Toàn bộ đều là điện DC 24V hết nha các bác. Combo này là gồm em xem bao nhiêu chiếc này. Gồm 2 cái to này, 2 này, 4 này, 6 và 6 cái nhỏ nữa, tổng là 8 cái đấy các bác. Combo này là của mẫu số 27, có giá là 100.000, giá siêu rẻ luôn. Tiếp theo chuyển qua mẫu 28. Ôi chết rồi, mẫu này em đánh 2 mẫu 27 rồi. Đây các bác, mẫu kia 27 rồi, mẫu này 27 luôn. Cái mẫu này em sẽ thêm một chữ A đằng trước là A27 nhá. A27 sẽ là cái cảm biến nhá các bác. Đây cái cảm biến này. Đây phần thân của nó bằng gì đây? Thân inox các bác, đây không hút lâm châm này. Nó cũng còn phần dây điện khá là dài đây, để em xem cái tem này. Nó là cái tem mờ mất rồi. Đây các bác. 8.32V DC này. Em sẽ đo kích thước của cái mẫu này nhá. Mẫu này phần thân bên ngoài đây đường kính đo được là 27. Chiều dài này. Tổng chiều dài phần thân của nó là 11 cm. Mẫu số A27 nha các bác. Thêm chữ A đằng trước giúp em nhé. Cái này của em sẽ có giá là 100.000 một chiếc. Mẫu này là mẫu cảm biến nhé. Bác nào mà mua cả 3 chiếc thì sẽ tặng thêm một chiếc cảm biến này. Màu xanh này nha các bác. Đấy. A27 nha các bác. Tại vì em đánh nhầm số nha các bác thông cảm. Tiếp theo chuyển qua mẫu 28. 28 là một bộ combo gồm các cái xi lanh. Combo này rất là nhiều luôn nhá. Đây những cái mẫu này, những cái mẫu này em đang cầm tay là hàng của SMC V20 hành trình 30 này. Là cái phần tí hơi này, đẩy lên hành trình sẽ được là 3 cm nhá các bác. Đầu ống sẽ là ống 4. Đây các bác. Các cái mẫu này này đều là hành trình 30 này. Đấy. Các cái mẫu xi lanh nhỏ này thì đều đầu ống của nó sẽ là ống hơi nhỏ đó nha các bác. Có cái thì còn đầu dây cảm biến, có cái thì không còn nhá. Như cái mẫu này hành trình là 20 này. Đấy, đầu ống sẽ là ống 4 hết. Còn chiếc này, ôi chiếc này bị va xây xước hết ngoài rồi này. Cái này là 20 hành trình 15. Là phần tí hơi đẩy lên hành trình là 1.5 cm đi các bác. Đây.
Để em xem là combo này gồm bao nhiêu chiếc mà nó nhiều này nhá. Hai này, ba này, bốn này, năm, sáu này, tám này, mười này, mười một, mười hai, mười lăm chiếc các bác. Combo này gồm 15 chiếc là của mẫu số 28 và giá là 150.000. Giá rẻ lắm các bác ơi. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 29 nhá. Đây, 29 đây em có bộ combo là gồm 3 cái khởi này. Đây chiếc đầu tiên. Mẫu này là bao nhiêu đây? Mẫu này phần chân ốc của nó vẫn còn này. Nó có cái tem bên sườn nên nó bị rách mất rồi các bác. Này ở đây nó quy coi là điện DC 24V nhưng không biết là bao nhiêu A đây. Này như là 9A này các bác. Bên dưới vẫn còn cái phần chân cài nhá. Còn chiếc này. Chiếc này bao nhiêu A đây? À, để em chút để em nhìn cận cảnh là nó nhiều thông số quá, nhìn không ra luôn. Mẫu này phần chân ốc thì vẫn còn này. Các bác này các bác nhìn em xem là bao nhiêu A đây. Cái này coi của nó là 208 đến 240V này. Ui, cái này em đang chưa nhìn được bao nhiêu A. Còn mẫu này có 2 chiếc. Mẫu này hàng của LS này. Điện coi của nó sẽ là 100V. Mẫu này là AC32A này. Phần bên dưới vẫn còn chân cài. Này. Mẫu này là AC của nó là 20A nhé. Coi mẫu này cũng là 100V. Combo này gồm 4 chiếc của mẫu số 29 có giá là 200.000 các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu 30. Đây, 30 đây em có bộ combo gồm 3 cái dây này. Cái này cái dây rắc cắm 3 chân này các bác. Đây này. Cái phích cắm này của nó là cái chân của nó to lắm các bác, nó không giống như cái chân bình thường đâu, nó dày lắm. Bình thường cái chân bình thường này rắc cắm nó chỉ như này thôi, như cái này này, cái chân này của nó siêu to luôn. Mẫu này còn luôn cả cái tác này. Bao nhiêu A đây? 13A, 250V này các bác. Đây, dây đẹp nha. Còn hai cái này thì là dây ngắn hơn. Hai này dây ngắn hơn, cũng là cái cổng chân rắc cắm. Đây, ba chân này, đấy như này. Mẫu này bao nhiêu A đây? Này, em thấy cái bao nhiêu A các bác. Combo này gồm hai cái sợi đen và một sợi dây trắng nhá. Mẫu này gọi là mẫu số 30, có giá là 100.000 ạ. Gồm 3 cái. Tiếp theo là mẫu 31. 31 là cái cụm dây rắc này. Đây là có hai cái sợi dây ngắn này các bác. Đây hai sợi dây ngắn này. Và đây là các cái sợi dây dài. Sợi dây dài thì nó sẽ có cái phần chân rắc to như này nha các bác. Đấy. Để em xem là có bao nhiêu sợi này. 1 này. 2 3 4 đúng không? 4 sợi nha các bác. Cả hai sợi ngắn này là tổng 6 sợi. Combo này là của mẫu số 31, có giá là 150.000 ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 32. Đây, 32 của em nó là cái dây trượt nha các bác. Đây các bác. Đây 32 là mẫu dây trượt này. Mẫu này của em nó là bản dây 15. Chiều nghiêng của nó đo được là 10 mấy đây. Chiều nghiêng của nó là 15 luôn nha các bác. Nó kém một xíu nữa là được 15. Đây em sẽ đo kích thước của bi này. Cái này bản rộng của bi là 33. Chiều dài của bi là 53 nha các bác. Phần thanh dây chiều dài đo được là 21,8cm. Một bộ nữa các bác. Một bộ thì sẽ gồm như này. Là gồm 2 dây và 4 bi trượt nha các bác. Đấy. Đây em đang có 3 bộ này. Mẫu số 32, một bộ gồm 2 dây 4 bi, có giá là 130.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 33. 33 mẫu này thì nó dài hơn một chút thôi, còn đâu bản dây giống nhau. Đây bản dây 15 này, chiều nghiêng của nó đây các bác. Chiều nghiêng của nó kém một xíu nữa là được 15 nha các bác. Kích thước của bi cũng giống nhau này. Bảng của nó là 33. Chiều dài của bi đo được là 53 này. Phần thanh dây dài hơn, mẫu này chiều dài đo được là 28cm nhá. Bộ này thì cũng giống như vậy các bác. Một bộ sẽ gồm là 2 dây và 4 bi trượt như này. Là mẫu số 33, có giá là 140.000 một bộ 2 cây. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 34.
34 của em nó là cái mẫu motor này. Đây các bác, mẫu này bên trên nó sẽ có một cái phần đầu trục này, phần chân rắc cắm của nó vẫn còn nguyên nhá. Mẫu này phần đầu trục của em sẽ đo được là 8 ly. Kích thước phần thân này, mặt bích bản rộng đo được là 4 cm, chiều dài phần thân là 12.5 cm nha các bác. Đây trên đây nó sẽ có cái tem của Mitsubishi này, AC sạc vô motor. Mẫu này công suất là 105V, đầu điện 105V, công suất là 100W, make in Japan nha các bác. Các bác có cần xem lại cái tem của mẫu này thì mời các bác qua Zalo em chụp ảnh lại các bác xem nhé. Mẫu này thì rất là đẹp luôn, nhưng cái trục nó không quay đâu, không biết là nó có thắng hay là có gì mà nó không thấy quay nha các bác. Cái trục này này, bạn bằng tay là không thể quay. Mẫu số 34, cái này em bán theo combo là 150.000, combo là gồm 2 chiếc nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 35. Đây các bác, 35 là cái bộ này. Cái này bên trên này nó giống như kiểu một cái áp này, còn bên dưới nó sẽ là một cái cầu điện. Cái cầu điện này rất là to luôn các bác. Đây các bác này, cái phần dây điện nó đấu ở đây nó to như này các bác. Cái này phần đường kính của dây đây em đọc là 9 ly. Cái sợi dây đồng này của nó siêu to luôn đấy. Bên dưới này nó sẽ có các cái phần cầu điện như này. Bên trên này, đây các bác, cái này giống như cái 3 file các bác. Đây nó ghi là 63A này. Cái thân của nó thì siêu to luôn. Đây các bác, đây em sẽ đo kích thước của cái phần thân của cái áp này nhé. Cái này đây, như cái nút vặn của nó này. Cái này phần thân bản rộng là 9 cm, chiều dài của cái này là được 19,5 cm nha các bác. Mẫu số 35 này, cái này của em sẽ có giá là 300.000, siêu mới luôn đấy các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu 36. Là cái bộ bàn trượt này. Cái này bàn trượt khung, được khung của nó khung nhôm nhá. Bản rộng là 3 cm, chiều dài phần thân của nó đo được là 56 cm ạ. Đây các bác, nó sẽ bàn trượt bên di chuyển bên trên như này này. Đây, cái phần thân bữa này nó hơi bị xước ở đây nhá. Mẫu số 36 này, cái này của em sẽ có giá là 100.000 một cây nhá. Này em đang có 2 cây đây. Tiếp theo chuyển qua mẫu 37. 37 là một cái mẫu hộp giảm tốc này, ở đây bên trên này. Đấy các bác, rất là to luôn. Cái này phần trục bên trên này em đo là 22. Còn phần lỗ bên dưới này, phần lỗ bên dưới này đo là 19 á. Kích thước phần thân này, đây mặt vuông của nó là 9 cm, chiều dài phần thân của nó là được 11 cm, chưa tính phần trục nha các bác. Đây là mẫu số 37, cái này có giá là 500.000, siêu to luôn. Cái này như em có 2 chiếc đấy. Tiếp theo chuyển qua mẫu 38. 38 là cái mẫu khung dẫn hướng dây này các bác. Này phần khung nó sẽ là khung bằng sắt nhá, rất là dày luôn. Ở đằng sau cũng như là có cái trục bi này các bác, nó quay quay như này. Bên trên đây sẽ có 3 cái phần bu ly này. Đấy. Cái phần khung này của nó dày lắm các bác, nó không phải loại mỏng đâu. Cái này bác nào có cần xem lại hình ảnh thì mời các bác qua Zalo em chụp ảnh lại các bác xem nhé. Mẫu số 38 này, cái này của em có giá là 80.000 một chiếc thôi nha các bác, rất là dày và nặng. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 39. Đây, 39 là cái này, cái này cái này kiểu như cái cục biến tần này các bác. Đây nó ghi là 0,75 kW này, điện 3 pha 230V. Đây bên này nó có cái tem made in Taiwan này. Đây các bác, đấy, điện 3 pha này từ 0 đến 240V nha các bác. 0,75 nha, mẫu này là 0,75. Nó bị thiếu cái gì ở đây này các bác. Đấy. Em đo kích thước phần thân nhá. Mẫu này phần thân mặt bích này bản rộng là 8.5 cm, chiều dài là được 14 cm, chiều cao là 11 cm. Số 39 này, của em đang có 2 chiếc đây. Cái này của em có giá là 250.000 một cái nha các bác. Đó, tiếp theo chuyển qua mẫu 40. là cái mẫu khung này, cái này khung của nó bằng sắt nha các bác. Ở đây nó có các cái phần ren ốc này. Ở đây này, cái phần này nó có một cái bi ở bên ngoài này các bác. Cái này chiều dài phần khung này của nó đo được là 26 cm. Mấy cái đo bên này đo kiểu gì đây. Đây cái phần khung này, ở đây bản chỗ này to nhất đo được là 4 cm.
đây này, vâng, ở chỗ này nó có cái trục bi này, đây là trục bi bên trong, nó biết nó có quay không, nó có cái trục bi ở đây này, nó bằng sắt thì các bác. Đây này, rồi cái này không biết gọi là cái gì, à, mẫu số 40, mẫu này của em sẽ còn giá là 120.000. Này em đang có hai cái đây, hai này giống nhau thôi các bác, cùng một loại nhá. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 41. 41 là cái mẫu này. Cái này phần khung của nó sẽ khung bằng sắt, ở đây nó bên đây sẽ có một cái cầu điện, một cái dơ le hàng của Amazon, điện là 24V. Ở đây là các cái này cũng có hàng của Amazon nữa các bác. Này nó ghi là điện từ 5 đến 200V DC. Bên dưới thì ghi là từ 5 đến 24V DC nha các bác. Make in Japan. Phần chân ốc thì vẫn còn đầy đủ nha các bác. Này nó ghi đây là 10A, đây mỗi một cái này là 10A này các bác. Đấy. Mẫu số 41, cái này của em có giá là 150.000 thôi. Giá rẻ luôn nha. Tiếp theo chuyển qua mẫu 42. 42 là cái này kiểu như một cái dơ le thời gian à. Bên dưới đây nó đang thiếu 3 con ốc này. Kích thước phần mặt bích bên trên bản rộng là 7cm nha các bác. Đấy. Chiều dài phần thân ở đây sẽ đo được là 12,7cm. Đây là các cái nút vặn này. Mẫu số 42 này của em có giá là 100.000 nha các bác. Tiếp theo là mẫu 43. Đây 43 này, cái này giống như cái motor này. Mà 220V này, ở đây nó có cái tụ sẵn rồi, em chưa có đấu kiểm tra đâu các bác. Đây còn nguyên dây điện luôn này. Phần đầu trục của em đo được là mấy đây? 8 ly nha các bác. Mẫu này đầu trục là 8 ly. Chiều dài phần thân mẫu này đo được là 6.5cm này. Cái này chưa test nhá, bán mù nha các bác. Mẫu số 43 này có giá là 100.000. Đây các bác, 100.000 nha. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 44. Đây 44 là cái này. Cái này nó có cái phần khung bằng đây. Ở đây cái phần này nó không hút lâm châm này. Còn cái phần mặt bên trên nó cũng nó hút lâm châm nhá. Bên dưới cũng không hút này. Ở đây hai góc này nó có hai cái nút tinh chỉnh ban me này các bác. Phần nút tinh chỉnh em thấy còn mới đẹp nhá. Đây các bác, cái phần này cũng như bằng nhôm này, phần thân ở giữa này nó không hút được các bác, đấy ba cái tấm này không hút này, đấy, bên dưới này cũng không hút nhá, còn phần bên trên này nó hút này, đấy, nó sẽ có hai cái nút tinh chỉnh như này, nút tinh chỉnh vặn ở đây, nút tinh chỉnh thì em thấy là còn mới đẹp nhá, đây em sẽ đo kích thước của nó đây, cái này phần mặt bích bên trên bản rộng là 10cm, tổng chiều dài cả khung là được 18cm nhá. Chiều cao từ dưới đất đo lên được 10cm. Mẫu số 44 này. Cái này của em sẽ có giá là 150.000. Này em đang có là 2 chiếc đấy. Tiếp theo chuyển qua mẫu 45. Cái 45 cái này kiểu một cái mẫu biến tần ấy, nhưng mà nó bị thiếu một cái gì ở đây rồi này. Đấy, đây vẫn còn cái nút vặn ở trên đây nhá. Phần chân ốc bên dưới này. Thông số đâu rồi? Cái mẫu này còn không thấy có cái tem thông số luôn ấy. Tem thông số cũng bị mất rồi. À đây đây. Chưa nhìn hết phía luôn. Đây tem thông số mẫu này ở đây này các bác. Inverter. Mẫu này là điện một pha này, AC 220V, 0,7kW này các bác. Đây là các bác thấy rõ cái phần thông số không? Nó ghi ký hiệu điện một pha 220V nhá. Mẫu này em không biết kiểm tra đâu nên là mẫu bán mù. Mẫu này là mẫu số 45. Cái này của em sẽ có giá là 300.000. Hình thức thì bên ngoài thì em thấy rất là đẹp luôn. Em đo kích thước phần thân của nó này. Bản rộng là 10.5cm. Chiều dài phần thân là 16cm nha các bác. Tổng chiều cao đo được là 9.5cm. Số 45 có giá là 300.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 46. Đây 46 là cái mẫu này. Ở đây nó sẽ có một cái vỉ mạch to này. Còn đây là hai cái vỉ mạch nhỏ nhé. Đây có một cái nguồn điện 24V. Nguồn 24V này và một cái dơ le. Đây là dơ le cũng là 24V nữa các bác. Này phần khung của nó sẽ là khung bằng sắt ở đây này. Ngoài đây sẽ có hai cái cổng chân giác cắm ở đây. Đấy. Đây nó có cái cổng ký hiệu, cổng chỗ mà điện vào, điện ra này. Phần khung mẫu này to các bác. Mẫu số 46 này. Cái bộ này của em sẽ có giá là 200.000 nhá. Tiếp theo là mẫu 47. 47 là cái cục màu đen này. Em sẽ đo kích thước của nó trước. Cái này chiều dài đo được là 40cm.
Này bản ngang là được bao nhiêu đây? 15.5 cm nhá. Tổng chiều cao của nó đo được là 23.5 cm. Để xem nào. Ở đây nó có mấy cái ký hiệu này. Để em xem đằng sau nó có cái gì không nhá. Đây các bác, đằng sau nó sẽ có cái cổng chân giắc cắm 3 chân và các cái quạt tản nhiệt này, nút giắc, các cái ổ giắc cắm. Đây là mẫu số 47 nha các bác, này của em sẽ có giá là 500.000. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 48. Đây, 48 là cái này. Này không biết gọi cái gì đây, em sẽ đo kích thước của nó trước nhá. Đây cái phần thân bên ngoài này. Này bản rộng là được 25.5 cm, chiều dài bên này là được 31.5 cm ạ. Tổng chiều cao của nó đo được là 22.5 cm. Đây đây sẽ có cái lỗ này. Cái này phần đường kính bên ngoài em đo được là 10 cm nha các bác. Bên này nó cũng có một cái như vậy này. Đấy. Nhìn thấy bên nhìn bên trong kiểu nó giống như có cái cánh quạt bên trong đấy các bác. Đây này. Nó có cái cục điện bên trong, với cả có cánh quạt bên trong. Nhưng cái này em không biết là test như nào nên là bán mù đấy các bác. Cái này thì ở đây em đo được là 10 cm nhá. Cũng là 10 cm, hai bên đều là 10 cm luôn. Để em xem nó có cái tem điện đâu mà. Đây là các cái tem màu vàng của nó là tem cảnh báo thôi. Ở đây là có cái phần dây này. Ở đây nó có một cái cổng chân giắc cắm 3 chân này các bác. Nó ghi là điện 250V. Tối đa là 250V nha các bác. Ủa, nó khá là nặng ấy. Mẫu số 48 này. Cái này của em có giá là 1 triệu. Cái này bác nào biết thì chốt đơn nhá. Còn bác nào mà còn cần xem là hình ảnh thì mời các bác qua Zalo, em sẽ chụp ảnh lại các bác xem nhá. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 49. 49 ở đây em có một ít cái xích này. Đây xích này của nó bằng inox nha các bác. Đây xích inox này các bác. Chiều dài này. Này chiều dài của nó là được 47 cm. Còn cả cái bản dài của nó sẽ được khoảng 8 m nha các bác. Cái này inox các bác, không hút lâm châm đâu. Đây này, không hút lâm châm nha. Mẫu số 49 này bằng inox của em sẽ có giá là 2 triệu. Đây các bác, rất là dày dặn luôn. Tiếp theo chuyển qua mẫu 50. 50 ở đây hôm nay lại về thêm được một ít cái cây trục tròn này. Cái này của nó là trục tròn sắt đặc nha các bác. Đây, mỗi một cây trục này nó sẽ có hai cái bi như này. Cái này bên dưới nó sẽ phải là cái phần đế nhôm nha các bác. Bi của nó trên đây sẽ có 4 cái phần lỗ gen luôn. Em đo kích thước của bi trước nhá. Này bản rộng của bi là 7 cm, chiều dài là 7 cm luôn. Cái mẫu này phần trục tròn của nó là phi 30 nhá. Đây phi 30 trục tròn sắt đặc nha các bác. Đấy. Chiều dài của một cây này là 260, là 2m6 nha các bác. Mẫu số 50, cái này em bán theo là một cây các bác sẽ có là hai cái bi này, đến này đến nhôm bên dưới nha các bác. Số 50 này, một cây là 900.000. Mẫu này bác nào muốn mua thêm bi thì báo em nhé. Bi là 100.000 một cục. 100.000 một cục bi nha. Cái loại này thì nó dài quá khổ. Bác nào có muốn cắt làm đôi thì báo em nhé. Này em có hỗ trợ cắt làm đôi, này bác nào mà cần hành trình ngắn thì mình mua một cây rồi báo em cắt làm đôi em sẽ cắt cho nhá. Bi thì tất cả đều trơn tru như này. Hàng này thì các bác thông cảm là bên em không có ship COD. Hàng này nó dài quá kích thước theo cái mà bọn bên vận chuyển rồi, nên là cần phải cọc tiền trước thì mới gửi hàng được nha các bác. Mẫu số 50 này, 900.000 một cây. Các bác có cần xem lại hình ảnh thì mời các bác qua Zalo chọn mẫu xem, rồi em sẽ chụp ảnh lại các bác xem nhá. Trục 30 là loại lớn đấy nha các bác. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo. Các bác xem video thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau ạ.